Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay lớp chúng ta sẽ học thêm một từ vựng mới đó là từ phan quản. Phan quản có nghĩa là quán cơm, phan quản. Rồi, website của trung tâm tiếng Trung Channel Master là học tiếng Trung.tv. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn gõ tên miền là tiếng Trung com hoặc là tv Tiếp theo các bạn ấn vào đây, à, các bạn ấn vào đây. Hoặc các bạn ấn vào nút này hình có YouTube màu đỏ đấy à, Trên màu đỏ và dưới màu đỏ các bạn ấn vào nha để sau này các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một video bài giảng nào từ trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Các bạn ấn một cái vào đây và ấn một cái vào đây là xong. Rồi sau khi chúng ta làm xong tham tác đó rồi thì à, tiếp theo. À, ngoài ra website của trung tâm tiếng Trung Chinese Master còn là tiếng trungnet.com, tiếng com Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần chương của bài học ngày hôm nay. Nó là từ gì nhỉ? Từ phan quản. Phan quản có nghĩa là à, quán cơm. Phan là cơm, quản là quán. À, phan quản, quản. quán cơm. Rồi chúng ta sẽ uh, đi uh, cái phần từ vựng trước đã, đó là từ gì? Cái cách tập viết chữ Hán đã. Rồi các bạn mở phần mềm tập viết chữ Hán Chinese Writing Master ra. Bạn nào chưa có phần mềm này thì các bạn lại vào trang của trang chủ của trung tâm tin chung Chinese Master là tiếng com Tiếp theo các bạn kéo xuống dưới này. Các bạn ấn vào số thứ tự 21 à, uh, phần mềm tập viết chữ Hán các bạn ấn vào đây thì sẽ chuyển sang cái này, phần mềm tập viết chữ Hán Chinese Writing Master. Các bạn kéo xuống dưới. Uh, các bạn ấn vào đây tải xuống thì sẽ uh, chuyển sang một cái giao diện mới tải về đó các bạn tải xong thì các bạn dùng phần mềm win ra giải nên là ra là xong giờ chúng ta sẽ đi tiếp rồi từ gì là fan quả đúng không Fan, biết thế nào ta đó, từ fan đây giờ, các bạn nhìn đây ấn play đã rồi rồi các bạn nhìn cái phần mềm này họ biết như thế nào thì các bạn cứ bắt chước y hệt như vậy à, bắt chước y hệt như vậy à, trên xuống dưới trái qua phải vân vân Giờ các bạn bắt chước nha à, chơi xuống dưới chắc có phải rồi đây là từ phản còn từ quản quản viết như thế nào nhỉ quản thì chúng ta lại à, copy paste ra quản à, bạn biết như thế này thú xuất quản hay là phản quản đều được đây là từ quản nha quản đó chúng ta sẽ lấy một số ví dụ để minh họa cho cái từ phản quản rồi phản quản này ví dụ này 啊，我们去饭馆吃饭吧！安跟我们去饭馆吃饭吧。我们去饭馆吃饭吧。我们去饭馆吃饭吧。饭馆在哪里呢？来，管根我都提。饭馆在哪里呢？这里附近有饭馆吗？来，二个那个根这里附近有饭馆吗？这里附近有饭馆吗？有一家饭馆在旁边。 在旁边有一家饭馆。對。诶、呃，在旁边有一家饭馆。有一家饭馆在旁边。係啦。在旁边有一家饭馆。诶，就話，中大設立店。诶、嗯，是啦。呢，學校飯館。這菜很辣。這兩門的。系、呃。现在。现在。诶、呃。诶。诶、呃。诶。诶、呃。诶。诶。诶。诶、呃。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。诶。 cái fan quán, gì điểm là cái quán cơm này mới giờ đóng cửa. Cái fan quán chỉ điểm quán, cái fan quán quán. Rồi, chúng ta chọn fan quán chúng ta chọn quán cơm này đi. Chúng ta chọn fan quán chúng ta chọn quán cơm này đi. Rồi, hãy làm tám cái cộng một câu ví dụ, chúng ta lấy để để minh họa cho cái từ vựng fan quán hôm nay, trong bài học ngày hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ tổng kết lại nhá. Chúng ta đi fan quán吃飯吧. Fan quán ở ở đâu nhỉ? Ở đây phụ fan mà có một nhà饭馆在旁边，这家饭馆的菜很烂，我们去哪个饭馆呢？这个饭馆几点关门？我们选这个饭馆吧。Đó. Bây giờ chúng ta đã đi sang từ vựng ngày hôm nay, đó là từ “饭馆” nghĩa là cơ Và trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học thêm một từ nữa đó là từ “飞机” à là máy à, bay. Đó là trong video bài giảng tiếp theo, chúng ta sẽ học thêm từ nữa là từ phê-chi. Và nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào quên chữ ấn nút đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Master thì các bạn ấn vào nha. Các bạn vào trang chủ là tiếng Trung com sau đó các bạn uh, ấn vào đây. Ấn vào hình có YouTube màu đỏ và ấn vào hình có YouTube màu đỏ ở bên dưới. Để sau này các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một bài giảng nào và sẽ được thông báo cập nhật sớm nhất các video bài giảng của mình. Rồi. Và slide cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc cuối giờ. Đây là uh, slide cuối cùng các bạn có vị thắc mắc gì các bạn hãy đăng comment ở ngay bên dưới video bài giảng này để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến sau giờ học. là tức là uh, mình không chỉ hỗ trợ các bạn học viên trong giờ học đâu mà mình còn hỗ trợ các bạn học viên cả sau giờ học nữa nên các bạn cứ yên tâm mà học tiếng trung yên tâm là chúng ta sẽ luôn được tiếp xúc với môi trường học tiếng trung thì như vậy thì hiệu quả học tiếng trung của chúng ta sẽ rất là nhanh rất là cao. được nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo chào các bạn.